Đây là hình ảnh của căn nhà địa chỉ 718/3/5 đường Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh ha. Căn nhà này thì có kích thước ngang là 3m2 và chiều dài là 5m. Trên lầu thì ban công lấn ra thêm được 9 tấc. Xino cũng vậy luôn ha. Nhà thì có giấy chủ quyền hồng, hoàn công đầy đủ. Nhà nằm trong khu dân cư hiện hữu toàn bộ luôn ha. Mua bán sổ hồng ký công chứng sang tên. Thì căn nhà này là chủ đang chỉ bán giá là 2.680.000 ha cô chú anh chị. 2.680.000.000 ha. Và đây ở phía ngoài nhà mình đây ha. Phía ngoài nhà mình từ ngoài này ha, hai lớp cửa rồi ha. Hai lớp cửa này ha. Đó, trên lầu nè. Đó. Hẻm trước nhà đây ha. Hẻm rộng rãi ha. Thì đây là mặt tiền đường, từ đây là mặt tiền đường chỉ khoảng chừng 40m, 30m thôi. Đó, mình đi vô nhà, đi lên lầu cho cô chú chị vào xem nha. 2.680.000.000 ha. Góc cả ba đường Lê, đường Trần Đạo với đường Huỳnh Quảng Đạt á. Có tủ bếp trên nè ha, tủ bếp trên nè, tủ bếp trên, tủ bếp dưới, có chỗ thờ ông táo ha, mặt bếp đá hoa cương rồi ha, đầy đủ rồi nha. Trong đây thì nhà vệ sinh thì có gắn máy nước nóng, máy nóng lạnh nè ha, và bồn cầu liền khối nè ha. Rồi nhìn ra phía ngoài nha, màn rèm đầy đủ, hai lớp cửa rồi đầy đủ ha. Mua bán sổ hồng ký công chứng sang tên nha. Tường nhà thì được ốp cao lên 1m, cao lên 1m6. Cô chú chị bạn nhìn ha, hẻm cái nhà sạch sẽ nha. Ở khu vực này, đặc biệt là khu vực này là sung túc lắm đó cô chú anh chị, ngay trung tâm quận 5 luôn. Ở đây thì chủ ốp tường cao lên luôn, cầu thang thì đúc mặt đi bằng đá hoa cương ha. Đó, đi lên lầu cho cô chú chị bạn xem nha. Đó. 718/3/5 đường Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh ha. Căn này chủ kêu bán giá rẻ lắm, giá chỉ có 2.680.000 thôi. Ở ngay trung tâm quận 5 ha. Cô chú anh chị bạn nào mà có nhu cầu tìm mua nhà ở phân khúc này thì hãy liên hệ Vũ Hồng ha, qua số 0933 797979. Vũ Hồng sẽ trực tiếp dẫn cô chú anh chị bạn đi xem nhà, gặp chủ nhà để thương lượng giá cả nha. Nhà mình một trệt với hai lầu, nhưng phần phía trước đó thì khi nào sang tên xong thì chủ nhà sẽ làm full cho mình luôn, do nhà mình là chỉ một trệt một lửng mà mình làm thêm cho full luôn. Quận 5 giấy tờ khó lắm nên mình phải sang tên xong mình mới làm phần đó cho full cho chú chị luôn ha. Nhà đúc giả có bê tông cốt thép rồi đàng hoàng rất chắc chắn nha. Ở ngoài đây thì có một cái ban công phía ngoài nhỏ nhỏ đó. Thì trồng cây cối đồ được nè. Đó, cửa sổ ha, đối diện nhà mình thì cũng một căn cao căn thấp, cửa sổ nhôm sinh pha, kính cường lực này ha. Rồi trang bị sẵn quạt cho mình luôn nè, đèn ha, led âm trần. Đó, cầu thang, cầu thang đi lên lầu. Vũ Hồng xin nhắc lại cô chú chị bạn đang theo dõi Vũ Hồng review căn nhà 718/3/5 đường Trần Đạo, phường 2, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh ha. Nhà này đang gần hoàn thiện, gần xong rồi, cũng còn bụi ha. Cô chú anh chị bạn nào quan tâm đến căn nhà này thì hãy liên lạc với Vũ Hồng ha, để mình đi xem nhà xong sau đó mình gặp chủ nhà nha. Thì thường khu vực này mua bán rất là nhanh, có những căn nhà vừa làm xong rao cái là bán liền luôn rồi. Thì cô chú chị bạn nào đang có nhu cầu tìm mua một căn nhà gần Đại học Khoa học Tự nhiên, trường Lê Hồng Phong, trường Đại học Sư phạm, Đại học Sài Gòn, Đại học Kinh tế thì nhớ đi xem căn nhà này liền nha, chứ chậm thì không có kịp đó cô chú chị. Trong cái phần bình luận có một cái video Vũ Hồng review toàn bộ căn nhà này, đường đi từ chợ Hòa Bình vào tới đây luôn á, cho cô chú chị bạn xem. Nếu cô chú chị bạn muốn xem hết cái video có đường đi đồ đầy đủ thì hãy bấm vào đường link Vũ Hồng để cho phần bình luận cho cô chú chị. Cái video này Vũ Hồng chỉ đứng ở đây quay thôi.
này hết bụi rồi nên không có tháo khẩu trang ra luôn. Nó ban công phía ngoài nè, nó ban công phía ngoài nè ha, nó đối diện nè, nhà mình đối diện nhà mình nè ha. Đó, cô chú anh chị bạn nhìn thấy không? À, ban công nằm đây ha. À, đối diện nhà mình nè. Cái này là cái nhà cao. Còn bên đây là mặt tiền đường, căn nhà này là căn mặt tiền đường. Căn này là căn mặt tiền đường Trần Đạo. À, cửa đây là nhôm sinh pha hết nha và có trang bị màn rèm đầy đủ hết. Đó, và đây là trên lầu nè. Trên lầu nhà mình ha. Căn này sẽ 2 tỷ 680 triệu nha cô chú anh chị. Sổ hồng hoàn công đầy đủ hết á, mua bán sổ hồng ký công chứng sang tên. Muốn xem video có đường review đường á, video ngang á thì hãy bấm vào đường link Vũ Hồng để trong phần bình luận á, sẽ có cái video review toàn bộ cái đường đi ở ngoài gần đây luôn ha. Vũ Hồng xin nhắc lại căn nhà mình á là địa chỉ là 718 sẹt 3 sẹt 5 đường Trần Hưng Đạo, phường 2 quận 5 thành phố Hồ Chí Minh, gần góc đường Trần Đạo với đường Huỳnh Mẫn Đạt. Và nhà mình là có kết cấu là một trệt với hai lầu ha. Thì sổ sách là nhà có giấy chủ quyền hồng hoàn công đầy đủ. Đã, mua bán sổ hồng ký công chứng sang tên ha. Nếu đây là lần đầu tiên mình xem kênh thì mình hãy giúp Vũ Hồng đăng ký kênh. Và nếu mình đã nhiều lần xem kênh rồi thì hãy chia sẻ video này cho bạn bè người thân của mình. Những người đang có nhu cầu tìm mua bất động sản ở phân khúc 2 tỷ 680 chỗ về thì hãy chia sẻ cho họ. Một căn nhà ở trung tâm giá cực kỳ hợp lý luôn ha. Hãy bấm vào cái đường link Vũ Hồng để trong phần bình luận để xem video quay ngang nha. Video này đứng xe coi trên điện thoại ha. Rồi bây giờ Vũ Hồng sẽ đi bộ ra ngoài phía trước cho cô chú chị bạn xem nha. Rồi mình xem lại phía trước nhà, mình đi bộ ngoài chút xíu cho cô chú và bạn thấy cái đường đi ngoài nha. Đó, rồi bây giờ mình đi ra đường ha. Mình đi ra đường nha cô chú anh chị. Cái đường lối này hơi nhỏ chút xíu nè. Rồi cái lối này là đi thẳng qua bên đằng kia thì mình sẽ rẽ hẻm 728. Còn nếu mình đi hẻm này á, hẻm thẳng ra ngoài mãi là hẻm 718 ha. Đi ra hẻm 718 cho cô chú chị bạn xem ha. Rồi phía trước là bệnh viện chấn thương chỉnh hình đó cô chú anh chị. Đó phía trước là bệnh viện chấn thương chỉnh hình nha. Còn mình đi vô hẻm 728 kế bên cây xăng nó cũng được nha cô chú anh chị. Đi hẻm 4728 đi vô cũng được ha. Hàng kia là bệnh viện chấn thương chỉnh hình góc ngã tư đường Huỳnh Mẫn Đạt với đường Trần Đạo ha. Hướng này là hướng về quận 5. Đó, hướng này là hướng về quận 5 nè. Còn hướng ngược lại à, mình sẽ về quận 1 ha. Rồi cô chú chị bạn nào quan tâm đến căn nhà này thì hãy liên lạc với Vũ Hồng qua số điện thoại 0933
7979. Chú Hồng sẽ trực tiếp dẫn cô chú chị bạn đi xem nhà ha, gặp chủ nhà để thương lượng thêm về giá cả nha. Rồi chú Hồng xin chào và xin hẹn gặp lại cô chú chị bạn ở những video review nhà lần sau ha. Chú Hồng xin chào nha.